Thánh Roberto Bellamino, giám mục tiến sĩ Hội Thánh, sinh năm 1452, mất năm 1621. Thánh Roberto Bellamino, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1452 tại Montepulciano. Cha ngài là Vincenzo Bellamino, mẹ ngài là Cynthia Cervini, em Đức Giáo hoàng Marcelo II. Ngay khi còn là một học sinh tại trường dòng tên, ngài đã tỏ ra thông minh đặc biệt. Cha ngài đã định cho ngài theo học y khoa. Dầu vậy, năm 1560, ngài xin gia nhập dòng tên và đã được cha mẹ ưng thuận. Theo học triết tại Roma, ngài đã tỏ ra là một học sinh nổi bật. Từ Roma, ngài đã được gửi đi dạy học tại các trường của dòng tên trong 4 năm ở Florence và Modevi. Lúc này, ngài đã thông thạo tiếng Hy Lạp và được chỉ định dạy cho các bạn cùng lớp. Dầu chưa làm linh mục, ngài thường được mời đi giảng và được coi như là nhà giảng thuyết từ bẩm sinh. Ngài học thần học trước hết ở Padua, rồi sau ở Louvain và thụ phong linh mục tại đây năm 1570. Các bài giảng của ngài tại Louvain mang lại thành công đặc biệt. Anh em tin lành tại Anh cũng tìm đến nghe ngài giảng và nhiều người đã trở lại. Vì mang dáng vẻ nhỏ bé nên ngài thường đứng trên ghế đầu từ bục giảng. Là giáo sư thần học tại Louvain, ngài rất mộ mến các tác phẩm của Thánh Thomas. Ngài đã chống lại một cách hữu hiệu nhưng đầy tình thương với các giáo thuyết khơi nguồn cho thuyết Jansenime sau này. Thánh Roberto cũng thúc đẩy các sinh viên học tiếng Do Thái và đã soạn cho họ một cuốn văn phạm ngắn gọn. Ngài đọc nhiều về các giáo phụ và các văn sĩ trong giáo hội. Một nỗ lực còn ghi lại trong tác phẩm về các văn sĩ trong giáo hội. Sau thời kỳ ở Louvain, ngài được trao phó thi hành một công việc khó khăn là làm giáo sư phụ trách các cuộc tranh luận tại Roma. Các cha dòng tên đã tổ chức việc diễn giảng này nhằm trả lời bằng ngôn ngữ thời đại đối với các cuộc tấn công của anh em tin lành. Suốt 11 năm, Thánh Roberto đã nỗ lực cho công cuộc này với sự thành công rực rỡ. Nhiều sinh viên của ngài đã trở thành thừa sai tại Anh và Đức. Một số người đã đổ máu vì đức tin tại Anh. Các bài diễn thuyết của ngài được xuất bản lần đầu tại Ingolstadt từ năm 1586 đến năm 1593 dưới tựa đề Các cuộc tranh luận về đức tin Công giáo chống lại những người theo lạc giáo thời nay. Có 20 ấn bản khi ngài còn sống và nhiều ấn bản sau này. Đây là một công trình bảo vệ đức tin đầy đủ nhất của giáo hội có được, và suốt 3 thế kỷ liền, nó là áo giáp cho các nhà giảng thuyết và các văn sĩ. Những chức vụ khác Thánh Roberto đảm nhận thời kỳ này là tu chính tác phẩm chú giải của Sameron, một bạn dòng, làm việc trong ủy ban tu chính nghi thức phụng vụ Roma và bản kinh thánh phổ thông. Ngài cũng góp phần cho Đức Sixtus V trong việc ấn hành các tác phẩm của Thánh Ambrosio. Với vai trò thần học gia của Đức Hồng Igoeni, vị đặc sứ của Đức Giáo hoàng tại Pháp năm 1589, Thánh Roberto chứng tỏ rằng ngài là một nhà ngoại giao lẫn một học giả có khả năng. Việc đại diện tại Paris thật nặng nhọc, nhưng thử thách lớn lao nhất lại đến từ một phía khác. Đức Giáo hoàng Sixtus V quyết định đặt cuốn 1 trong bộ những cuộc tranh luận vào sổ sách bị cấm. Đức Giáo hoàng không bằng lòng với chủ trương của Thánh Roberto, cho rằng uy quyền của Giáo hoàng trực tiếp trong các vấn đề vật chất, và nếu có thì chỉ qua uy tín tinh thần mà thôi. Chủ trương này đã trở nên thông thường trong giáo hội ngày nay, nhưng Đức Sixtus đã qua đời và đấng kế vị của ngài đã rút lại quyết định. Dầu bị thử thách, nhưng Thánh Roberto đã góp phần vào ấn bản kinh thánh thời Đức Sixtus và đã viết tựa cho ấn bản cũ, được vạch ra với một tinh thần bác ái. Thánh Roberto liên tiếp làm cha tinh thần và viện trưởng của Học viện Roma, rồi làm bề trên tỉnh dòng Naples. Tại Roma, ngài hướng dẫn một bạn trẻ dòng tên là Thánh Louis Guggera Tại Naples, chính ngài được một cha dòng tên khác là Thánh Bernardo Realino gọi là Thánh, bị ép buộc nhận chức Hồng Y năm 1599. Từ đó, ngài lo các việc cho toàn thể hội thánh, chẳng hạn như vụ án Galilee và cuộc tranh luận về ơn thánh giữa các cha dòng đa minh và dòng tên. Ngài làm tổng giám mục Capua trong 3 năm, rồi chấm dứt những ngày hạnh phúc ấy vào năm 1605, khi ngài được triệu về Roma và cầm viết bênh vực giáo hội. Liên tiếp, ngài dàn xếp với Fra Paolo Sapi miền Venice, với vua Giacôbê I nước Anh và với văn sĩ Pháp Guillaume Bachoni. Thánh Roberto qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1621, được phong thánh năm 1928 và được đặt làm tiến sĩ hội thánh năm 1931. Trích theo vết chân người của linh mục Phao Lô Phạm Quốc Túy.